Cảm ơn quý vị khán giả đã quay trở lại với Super Mang Nhí. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với một màn biểu diễn võ thuật kết hợp vũ đạo tuyệt vời đến từ siêu tài năng nhí Hồ Thanh Đông. Rồi của đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam ạ. Cảm ơn mọi người đã đến đây để hỗ trợ cho bé Thanh Đông của chúng ta. Bất cứ một lần nào cái nhóm Taekwondo này diễn tôi cũng đã mắt hết. Võ thuật này nó kết hợp với nghệ thuật. Đúng. Âm nhạc, dàn trận, thế đánh, thần thái. Em có thấy cái đoạn mà nó đá thẳng lên chưa? Nhất trụ kình thiên. Thật sự là Hiếu xem lần đầu tiên nhóm này diễn đấy. Năng lượng 200% làm cho Hiếu phấn khích kinh khủng khiếp. Không có cái phút nào mà Hiếu muốn rời cái mắt ra chỗ khác cả. Đối với Hiếu, cái phần trình diễn vừa nãy là có tất cả cái gì mà Hiếu mong chờ trong bán kết của siêu tài năng nhí ạ. Dạ, yeah, đây là gương mặt vàng vào thẳng top 10 luôn anh ạ. Trong chương trình có ấn tượng với ban giám khảo Trấn Thành nhất vì chú luôn cho con những lời động viên và những chia sẻ về thể thao, tập luyện. Đối với chú Thành thì ánh mắt là cái quan trọng nhất. Chú cần con phải nhìn thật thẳng vào khán giả, con truyền cái năng lượng cho người ta. Bước ra đấu trường quốc tế, điều đầu tiên là phải thu hút người khác, làm chủ bản thân mình. Cho chú biết là những ngày vừa qua con luyện tập như thế nào? Dạ thì những ngày vừa qua con có một kỳ thi và phải tập trung vào cả hai. Thi gì con? Dạ, thi giải. Cái tiêu chí người ta chấm là gì? Đa phần kỹ thuật và trình bày. Động tác người ta không quan trọng, quan trọng là độ cao với lại đẹp. Thôi bây giờ mình thử thách luôn đi. Nãy giờ mình coi đẹp mắt rồi. Cô sẽ thách thức con gì mà liên quan tới sức mạnh đi. Công phá đúng không chị? Đúng rồi. Nói trong võ thuật là có công phá. Đúng. Bữa nay con công phá cái gì? Dạ, con công phá nặng. Dạ, dán cái miếng ván. Ok. Ok. Xin mời giám khảo Harry chặt thử. Mình chỉ là mình giám khảo thôi chứ không có chơi chặt thử gì hết trơn nha. Giám khảo thôi chứ không phải giám thử nha. Ui, mà nó dính như vậy thì làm sao mà chặt được? Cái này khó lắm á. Cái này miếng dán mà nó đá cỡ này, cái ngực nó đá cỡ nào ta? Cái này chắc đau à. Harry nghĩ là sẽ nó rất là đau. Đau chứ sao không đau được. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với thử thách công phá của Hồ Thanh Ân. Sẵn sàng chưa con? Và thử thách bắt đầu. Oh!
giờ khi chú lấy như cục gạch đỏ xây nhà cũng đập được không? Dạ tùy. Tùy gạch hay là tùy tay con bữa đó sao? Dạ chắc tùy tay. Nhưng mà ở đây là thử thách thì bây giờ muốn nâng cấp cho nó dày hơn con công phá được không? Ôi dồi ôi. Bây giờ là 10 ván rồi đó. Wow, không lẽ 20 miếng? Dạ 15 miếng. 15 đi, ok, mình cũng chấp nhận 15, ok. Trời ơi Quang ơi, cũng mày nữa Quang. 15 miếng thôi, Quang nó chuẩn bị 20 miếng rồi nói là không có 15 miếng. Trời ơi, cái thằng Quang này nó kiếm chuyện, nó hại bạn đó mà. Thử thách đã nâng lên gấp đôi với 20 miếng ván. Sẵn sàng chưa con? Thử thách công phá bắt đầu. Cái cục kia nó chưa có chính xác. Với lại nó là cái cục mút á, nó bị đàn hồi á. Đúng rồi. Được nhiêu miếng? 15 miếng. 15 miếng. Dạ. Phần còn lại hãy để cho chú Trọng Hiếu giúp con. Lên chú ơi, giúp cháu nó. Anh ơi, cố lên. Chúc mừng như thế nào? Wow. Yeah. Very remote. Bây giờ làm gì khó hơn cho chú coi chứ, cái này chú thấy chưa có đã chú lắm con ơi. Trọng Hiếu có nghĩ ra được cái thử thách khác nào không? Có tốc độ thì mình có sức mạnh rồi, bây giờ đến độ cao. Dạ hôm nay con sẽ thực hiện thử thách là bay cao và đá 2 mục tiêu. Ở vòng loại thì chúng ta đã thấy là Thanh Hưng đã làm chiêu này rồi, nhưng mà chỉ có một ván thôi. Bây giờ là tăng lên 2 mục tiêu một lúc luôn đúng không con? Và thử thách bắt đầu. Công phá, tốc độ và độ cao, ba thử thách đều thành công đúng không ạ? Ân có làm thêm một thử thách nữa được không? Hay là Ân nghĩ là Ân xong? Dạ còn ạ. Con sẽ thử thách là đá chính xác ạ. Dạ con tự thảy lên và đá. Tự thảy lên và đá. Ai cái này có vẻ vui nhá. Và thử thách đá mục tiêu di động bắt đầu. Vừa san tô ngược vừa đá luôn đó anh, không hề đơn giản một tí nào nha. Xác định điểm rồi san tô liền chứ không thôi là nó rớt nhanh lắm. Chứ hết cũng muốn hỏi thăm con, tại con có chia sẻ là trong một thời gian ngắn mà con phải tập luyện cho hai cái phần thi rất là quan trọng, đó chính là giải đấu toàn quốc và cả cho chương trình top 10 của mình ngày hôm nay nữa. Thì kêu muốn hỏi là giải đấu toàn quốc vừa rồi con và đội tuyển của mình có giành được chiến thắng nào không? Dạ thì riêng con thì giành được 2 huy chương vàng. Yeah. Wow. Tôi biết con là một người rất là tài năng. Và cái giải thưởng vừa rồi, huy chương vàng của con nó minh chứng cho điều đó. Chú cảm ơn con đã luôn luôn làm cho khán giả mãn nhãn. Dạ con xin cảm ơn ban giám khảo, con xin cảm ơn quý vị khán giả đã ủng hộ con vào top 10 siêu tài năng nhí.
Tuyệt vời quá. Và chúc cho con sẽ đón nhận được thêm nhiều nữa sự yêu thích từ quý vị khán giả để có cơ hội nhận được giải thưởng siêu tài năng nhí ấn tượng và siêu tài năng nhí được yêu thích nhất. Đón xem siêu tài năng nhí 20:30 thứ năm hàng tuần trên FTV7, 21:00 thứ sáu hàng tuần trên AMC SCTV2. Hello, đây là Trấn Thành. Nếu như các bạn yêu thích chương trình siêu tài năng nhí, hãy nhanh tay lên bấm subscribe kênh YouTube Vivo TV. Nhớ theo dõi và subscribe nhé. Thank you.